Rồi bây giờ chúng ta cùng xem khả năng độ cầu thang của chiếc xe của Cường. Ở trên đó là hai chiếc xe, một chiếc xe Downhill DaVinci và một chiếc xe của Cường á. Rồi action. Rồi xuống. Mới thốc chết. Cảm giác sao Cường? Mới thốc chết. Đâu có gì đâu, lấy cầu thang này nhẹ nhàng mà xe cũng rất là lướt luôn á. Tim đập mạnh quá. 19, 110 với lại DaVinci luôn á. Rồi xin mời Cường bắt đầu giới thiệu về cái xe của mình. Về đầu tiên về khung. Đây là xe của em. Nói như mất đồ. Xe của em. Unbelievable. Xin chào các bạn. Một lần vô tình lướt Facebook thì mình thấy được một cái tấm ảnh chụp từ một người bạn. Người bạn đó like một tấm hình của một người bạn khác. Thì mình vô tình mình thấy được. Thì cái đó là một cái bản vẽ thiết kế của một cái khung xe đạp. Ngày hôm nay mình mới tìm hiểu và gặp được bạn đó là bạn trẻ Bùi Quốc Cường. Thì bạn đó là bạn người Việt Nam, có thể nói người Việt Nam đầu tiên xây dựng cái đam mê của mình. Tự mày mò, tự nghiên cứu và tự vẽ và tự chế cho mình một chiếc xe đạp luôn. Thì ngồi bên cạnh mình đây là bạn Cường. Rồi bây giờ mình sẽ cùng xem qua chiếc xe của Cường chế tạo. Cường sẽ giải thích thêm một số cái bộ phận và thành phần cấu tạo của chiếc xe này. Thì chiếc xe này hoạt động cũng gần được một năm rồi, thì hôm nay mình mới có dịp mình làm cái video này. Thì hồi nãy khi mà đợi Cường qua phỏng vấn thì trời nó hơi mưa cho nên xe nó hơi không được sạch sẽ một tí xíu. Thì toàn bộ cái khung xe này là toàn bộ làm bằng thép nha các bạn. Tất cả là thủ công 100% do chính tay Cường tự hàn, tự thiết kế và tự build lên một chiếc xe. Giờ chúng ta đi vào chi tiết ha. Đây là em làm bằng sắt mạ kẽm. Cái này là phụt thì em chế thôi, phụt này rất là tệ. Hầu như nó không có rebound. Những phần này cũng vậy, cũng là sắt mạ kẽm. Dự án khung mới của em là em sẽ làm bằng nhôm, giảm trọng lượng của nó hơn. Hiện tại cái khung này khi mà làm xong thì nặng bao nhiêu cân? 19,8 anh. Là nguyên chiếc xe 19,8? Dạ đúng rồi. 19,8 là bằng một chiếc, hơn một chiếc Downhill giờ. Chiếc này có thể dùng để Downhill không? Dạ không anh, đau là gãy. Nhưng mà mình thấy Cường bay ở một số cái bơm ở núi Vinh cũng ôm đê rất là đẹp mắt đó. Dạ đúng rồi, cái đó là do em xui thôi. Chúc mừng Cường nha, chiếc xe rất là đẹp, chúc mừng nha. Giờ mình hỏi thêm một số cái bộ phận nữa nè. Tại vì đây là cái khung thiết kế hai phuộc cho nên nó cấu tạo sẽ rất là phức tạp. Thì cái kiểu thiết kế này là Cường có xem qua ở đâu đó hay là mình tự mình ngồi mình thiết kế ra, và tại sao mình lại đặt cái cây cuộc nó xéo vậy? Lúc đầu thì bạn em mới hỏi bạn em là thích những cái kiểu của những cái hãng nào, em mới bắt đầu làm từ đó ra. Cho nên bạn em đưa em làm một cái khung của NFI, cho nên em cũng dựa theo đó làm. Thì các cái khớp nối này có giống cấu tạo của NFI không? Dạ không anh. Thì NFI thì họ là cái hãng họ nổi tiếng rồi. Những công nghệ của họ thì mình không, nhiều khi mình không biết được. Cho nên có những thứ mình tự nghĩ ra luôn. Tự nghĩ ra, trong quá trình thiết kế mình tự nghĩ ra luôn. Dạ đúng rồi anh. Rồi khi mà bắt đầu thiết kế các cái mối nối vậy thì ban đầu khi mà hàn lại thì nó có hoạt động đúng như cái ý muốn của mình không, hay là nó có gặp cái kẹt hay là cái khó khăn gì không? Giờ thì khi mà hàn á thì sư phụ của em đó ổng cũng nói cái này như thế nào, rồi mình bắt đầu mới né ra. Tại vì trên bản vẽ là em đã mô phỏng của nó cho nó không cạ hay là dướng gì hết, mình mới bắt đầu thi công. Rồi có một cái điểm khác biệt ở đây, đó là cái phần cổ là sử dụng hai cái thanh thép để nối vào phần cổ. Tại sao đây lại có cái thiết kế này ạ? Em cũng không biết tại sao nữa. Tự nhiên khi mà em lên bản vẽ rồi bắt đầu em vẽ ra thì thấy hay quá nên làm như vậy luôn.
Bình thường á thì các cái hãng là họ sử dụng cái thanh đao tuyếp nè, nối trực tiếp vô trong heat tube. Thì đây cái này gọi là cái gì tube à? Mini đao tube. Rồi cái phần cổ của xe này thì Cường có tham khảo ở đâu đó không mà có thể lắp vừa bằng cái phuộc? Cái phuộc này cũng là một cái phuộc đang rất là thịnh hành bây giờ. Để cổ xe này có tham khảo từ mẫu xe nào? Không anh, tại vì cổ xe đó thì lúc đầu thì em không có thông số cho nên em mua một bộ chén cổ về rồi bắt đầu mình tiện vừa thôi. Tức là kiếm cái ống thép nó vừa bộ chén cổ đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi về cái phần chắc là cái phần cốt yên chắc cũng vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, cốt yên. Thì mua cái yên về bắt đầu mới kiếm cái ống vừa cái yên đúng không? Dạ đúng. Rất là đỉnh. Rồi ở đây mình thấy một cái điểm rất là lạ, đó là như các bạn biết ở đây là cái trục giữa. Đây là cái trục giữa BB ha. Thì ở đây có thêm một cái trục giữa BB nữa, tức là đây là cái sườn, có thể là đây là cái sườn đầu tiên trên thế giới xài hai cái BB. Thì Cường giải thích hai cái BB này nó có đặc điểm gì và nó giúp cái gì cho xe. Thì lúc mà làm á thì em không có tìm được một cái bạc đạn nào nó vừa với cái này. Mà lúc đó thì ở nhà sẵn có hai cái BB cho nên em bắt đầu em chế rồi em để vô luôn. Là từ đó đến giờ luôn. Dạ đúng rồi. Thì xe này thì em mới bảo dưỡng hồi hổm là thay hết mặt đạn của nó. Sau một năm chạy thì mặt đạn trong đây là hư hết. Tại vì em chạy em không có bảo dưỡng gì hết. Rồi dự định cái xe này là theo Cường là một năm rồi đúng không? Dạ, đúng. Những cái chuyến hành trình nào mà Cường nhớ nhất về cái xe này? Dạ, đó là những lúc mà đi sự kiện của Núi Vinh, những chuyến mà chạy ở ngoài Núi Vinh, Rịa Vũng Tàu, rồi được tham gia những cuộc đua của MTB Series cũng ngoài núi nhỏ Vũng Tàu, Đà Lạt. Đó là những cái kỷ niệm mà em nhớ nhiều nhất. Xe này thì lúc đó nó có đạt cái hiệu suất tối đa, nó có ăn được những cái xe mà từ hãng thiết kế không? Dạ, ăn thì chắc có lẽ là không ăn rồi, chủ yếu là do mình hên thôi. Đợt vừa rồi là thi Đình Hùng là Cường có thi mà đúng không? Dạ đúng rồi. Thì Cường đạt giải mấy trong Đình Hùng? Dạ em không có hạng. Tức là không hoàn thành đủ 3 vòng hả? Không hoàn thành nhưng em không biết hạng. Hoàn thành đủ 3 vòng? Dạ đúng. Mà không biết hạng. Chắc hạng còn nằm đâu đó. Ở đây có một cái đề can Rapity. Thì cái thương hiệu Rapity này thì hầu như là hình như họ không có sản xuất xe đạp. Mà Rapity này như là chỉ sản xuất phụ tùng xe đạp thôi đúng không? À, tại vì lúc đầu thì có anh kia bán cho em một cái di động này của mình đang phỏng vấn là có Paparazzi bị té hồ. Mình tới đâu rồi ta? Dạ, Rapity hả? Anh kia bán cho một cái di động là hiệu là Rapity. Thì sau khi làm cái này thì em không biết dán cái đề can gì lên cho nó, cho nên em quyết định dán như Rapity. Sao Cường không dán đây là Cường Bay hay là cái gì đó khẳng định cái tên tuổi của mình trên cái dòng xe này? Không, em thấy vậy thì nó vô duyên lắm. Rồi về cái trọng lượng nặng như vậy á, thì cái khi mà đạp trên đường thì cái vận tốc tối đa nó được đạt được là khoảng bao nhiêu? Em không có đo nhưng mà em có đua Exeter, tức là cỡ 30. Đua Exeter. Em không có đo nhưng ước tính gần 101. Lúc đó em có núp gió không hay là em để thẳng xe luôn? Đó là em để thẳng xe luôn, tại vì em núp làm chết. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với Cường mình ra ngoài mình coi xe này nó sẽ vận hành như thế nào ha. Đây là xe Made in Việt Nam 100%.
Và bây giờ Cường sẽ cùng đồng hành với chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem khả năng đổ cầu thang của chiếc xe của Cường. Ở trên đó là hai chiếc xe, một chiếc xe Downhill Da Vinci và một chiếc xe của Cường. Rồi action. Rồi xuống. Mới thốc chết. Cảm giác sao Cường? Mới thốc chết. Đâu có gì đâu, lấy cầu thang này nhẹ nhàng mà xe cũng rất là lướt luôn á. Tim đập mạnh quá. 19, 110 với lại Da Vinci luôn á.